Bỏ hàng triệu Mỹ Kim về Việt Nam phát triển khoa học giáo sư người Pháp gặp khó khăn vì bị đòi tiền thuế. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 8 năm 2020 loan tin, vào năm 2008 thì ông Trần Thanh Vân là giáo sư vật lý người Pháp gốc Việt đã đạt nhiều giải thưởng huy chương nghiên cứu khoa học được lãnh đạo tỉnh Bình Định mời về đầu tư Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tại tỉnh này với lời hứa miễn toàn bộ tiền thuê đất. Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Theo lời mời trên, vào năm 2011, nhà cầm quyền tỉnh Bình Định giao 21 hecta đất ở thành phố Quy Nhơn cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục cho giáo sư Vân đứng đầu thực hiện dự án. Giáo sư Vân và vợ của ông đã dốc toàn bộ gần 2 triệu Mỹ Kim tiền dành dụm cả đời mang về nước thực hiện dự án này. Trong số hơn 21 hecta đất thì trung tâm đã dùng hơn 4 hecta 3 xây khách sạn, nhà hàng, nơi ở. Số đất này được ông Vân trả tiền thuê đất một lần cho thời gian là 50 năm. Còn lại hơn 16.7 hecta thì theo như kế hoạch thì sẽ được xây dựng công trình phục vụ hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Vào thời điểm này, lãnh đạo tỉnh Bình Định hứa tiếp sẽ miễn thuế cho trung tâm. Tuy nhiên, sau đó thì ngành thuế liên tục có văn bản đòi nợ tiền thuê đất ở phía trung tâm. Từ năm 2012 cho đến nay, năm nào trung tâm cũng gửi văn bản đến nhiều cơ quan yêu cầu thực hiện lời hứa miễn tiền thuê đất. Nhưng tất cả đều không được giải quyết vì cho rằng đây là thẩm quyền của cấp trung ương. Sự việc được gửi lên cấp trung ương nhưng rồi cũng không đi đến đâu vì cũng như lãnh đạo tỉnh Bình Định thì các lãnh đạo cấp cao cấp trung ương Cộng sản cũng chỉ là những người hứa lèo.